Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Trận lụt sông Dương Tử số 3 năm 2022 rất dữ dội và mực nước từ đoạn sông Thừa Thiên đến Đại Đồng, dòng chính của sông Dương Tử sẽ vượt mức cảnh báo. Sông Tương Giang vượt mức nước lịch sử, nhiều nơi ở Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Vào lúc 20 giờ 20 phút ngày hôm qua, mực nước tại trạm Trường Sa trên sông Tương Giang đạt 40,49m, cao hơn 1,31m so với mực nước cao lịch sử năm 1998. Hồ Nam có 4 con sông lớn là Xiangji, Yuanli và Lijiang. Đợt mưa lớn này đã khiến mực nước của 3 vùng nước ở 4 vùng biển Shenzhen, Zhejiang và Guangdong vượt quá mức cảnh báo trên diện rộng, có nhiều đường ống và nguy cơ sạt lở bờ sông dọc theo bờ biển. Tỉnh Hồ Nam đã huy động nhiều lực lượng khác nhau để cứu hộ, đắp đê trên bờ bao, tổ chức di rời hàng chục nghìn người đến khu vực an toàn. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, tính đến 21 giờ ngày hôm qua, hầu hết các đường phố ở huyện Jiangsu, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây đã bị ngập lụt và các danh lam thắng cảnh khác nhau tạm thời đóng cửa cho công chúng tham quan. Tại huyện Tiền Châu, Quảng Tây, đoạn cầu Phên Loan trên quốc lộ 322 ở huyện Tiền Châu đã bị gián đoạn vào tối ngày hôm kia do mực nước sông Tương Giang dâng cao. Mưa lũ cuốn trôi một phần lan can bằng đá hoa cương hai bên cầu, đèn đường bị lăn xuống, mặt đường nhựa dày trên cầu bị nước cuốn lên, loang khắp mặt cầu. Hiện các công nhân đang thi công đang điều khiển máy xúc dọn dẹp các mảnh vỡ trên mặt cầu, đồng thời có nhân viên trực cầu sửa chữa đường dây thông tin liên lạc. Hiện có tổng cộng 44 sông và 74 trạm trên lưu vực sông Dương Tử có mực nước vượt mức báo động, vượt mức đảm bảo, vượt kỷ lục lịch sử. Trận lụt sông Dương Tử số 2 năm 2022 tiếp tục diễn biến. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban sông Dương Tử tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ màu vàng vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, ảnh hưởng đến 5 tỉnh gồm Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam. Đảng viên Công an Nhân dân vũ trang ra tiền tuyến điều động đỉnh lũ hồ chứa. Vào lúc 13 giờ ngày hôm qua, chỉ số quốc phòng tỉnh Hồ Nam đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt trên cấp độ thứ 2 và 13 thành phố, tỉnh và 94 quận và thành phố trực thuộc tỉnh đã liên tiếp đưa ra các ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt. Theo thống kê sơ bộ, hơn 120.000 lượt người đã được đầu tư đến khu vực Hồ Đông Tinh, kiểm tra 105 công trình kè và 1.645 km kè cấp 1. Hiện tại không có báo cáo về thương vong hàng loạt hoặc nguy hiểm kỹ thuật lớn. Toàn tỉnh có hơn 200.000 cán bộ, dân quân, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân vũ trang, dự bị động viên, làm nhiệm vụ chữa lũ, cứu nạn khẩn cấp, kịp thời tổ chức di rời 263.200 người bị đe dọa. Do mưa lớn liên tục, khu vực đô thị quận Lệ Thủy, Vĩnh Châu, Hồ Nam đã gây ngập úng lúc 16 giờ. Đội trưởng đội cảnh sát vũ trang Vĩnh Châu Hoàng Quân Minh dẫn đầu 58 cán bộ chiến sĩ mang theo các thiết bị cứu hộ như xuồng xung kích, dây an toàn khẩn trương ra tuyến đầu thảm họa. Các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang đến rồi, chúng tôi được cứu rồi. Đến khoảng 17 giờ các cán bộ chiến sĩ tham gia vừa đến địa điểm cứu trợ thảm họa thì nghe thấy tiếng reo hò từ một khu dân cư trên đường Nixiang Trầm. Khu vực trung tâm thành phố, tầng 1 của hơn 60 tòa nhà dân cư dưới dốc đường chính đều bị ngập, nước sâu nhất trong hẻm hơn 2m. Đến khoảng 21 giờ 40 phút, khi cụ Linh Nguyên Nghi, 80 tuổi cuối cùng được chuyển đi an toàn, tất cả 58 người già, phụ nữ và trẻ em bị mắc kẹt đã được giải cứu, hơn 310 người đã được sơ tán và chuyển đi thành công, hoàn toàn quên mất mình đã ngâm mình trong nước hơn 5 tiếng đồng hồ. Huyện Lucy ở tỉnh Thu Gia và Miao ở phía tây Hồ Nam hứng chịu những trận mưa xối xả liên tục và lốc xoáy, hàng chục nghìn người phải di rời khẩn cấp. Tại khu tái định cư của khu công nghiệp thị trấn Vô Tích, huyện Lucy ở phía tây Hồ Nam, 203 người đã được tái định cư. Trong 2 ngày qua, chính quyền quận đã khẩn trương mua 200 chiếc giường gấp đơn giản, cấp phát 300 chiếc chăn bông để cứu trợ thiên tai và bố trí nhân viên đặc biệt nấu ăn để đảm bảo cho người dân bị ảnh hưởng đủ 3 bữa ăn mỗi ngày.
hơn 300 người dân ở làng Đại Hưng, thị trấn Tuyền Châu, huyện Tuyền Châu, tỉnh Quảng Tây đã bị lũ lụt bao vây vào tối ngày hôm kia. Sau khi nhận được tin báo, một đội cứu hộ gồm hơn 400 người đã lập tức đến hiện trường để ứng cứu. Trước cơn lũ dữ dội, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Do mưa lớn nên người dân đã được vớt từng đợt bằng xuồng xung kích. Nhóm người cuối cùng được đưa đến khu vực an toàn vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay. Phóng viên đã tìm hiểu từ Phòng Thương mại Hiệp hội Kiểm soát Lũ lụt của trụ sở Cứu trợ hạn hán và Kiểm soát Lũ lụt sông Dương Tử rằng, trước tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng hiện nay ở trung và hạ lưu sông Dương Tử, Tổng cục Quốc phòng và Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử đã quyết định điều động thêm các hồ chứa ở thượng lưu và trung lưu để trữ lũ và giảm lưu lượng, giảm gánh nặng ở trung và hạ lưu. Theo hướng dẫn công văn, các hồ chứa ở trung lưu sông Kim Sa, Siêng Lu Du, Siêng Japa, Tam Hiệp và các hồ chứa khác ở trung và thượng lưu sông Dương Tử đã thực hiện kế hoạch kiểm soát lũ chung để trữ lũ và giảm lưu lượng. Hiện tại, dòng chảy của thượng nguồn sông Dương Tử được kiểm soát ở mức khoảng 10.000 m3 mỗi giây. Lượng mưa ở trung và hạ lưu sông Dương Tử dự kiến sẽ suy yếu. Chen Wenping, thanh tra của Văn phòng trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hồ Nam tin rằng đợt mưa bão này ở Hồ Nam có thời gian kéo dài, cường độ mưa lớn, lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều nên dẫn đến lượng mưa hiện nay, nước chảy vào hồ Đông Tinh từ sông Siang Nguyên. Mực nước hiện tại của hồ Đông Tinh tốc độ lên tương đối nhanh sẽ hỗ trợ 4 vùng nước không có lợi cho việc xả lũ là Sanjiang, Jijiang và Wanjiang. Trong giai đoạn tiếp theo, mực nước cao của hồ Đông Tinh sẽ duy trì trong một thời gian tương đối dài. Tỉnh Hồ Nam phải làm tốt công việc chuẩn bị chống lũ lụt kéo dài. Cùng với những trận mưa lớn ở thượng nguồn sông Trương Giang, một đợt lũ mới đang hình thành ở thượng nguồn, đặt ra thách thức lớn đối với công tác kiểm soát lũ và ở hạ lưu. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban sông Dương Tử dự báo trong những ngày tới, lượng mưa ở khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ suy yếu và sẽ có mưa vừa ở khu vực đông bắc hệ thống nước hồ Pa Giang. Vùng trung và hạ lưu sông Kim Sa và sông Gia Long có mưa vừa, mưa to cục bộ. Vào cuối tuần, lượng mưa ở trung và hạ lưu sông Dương Tử tiếp tục suy yếu thành mưa nhẹ, có nơi mưa vừa đến mưa to và mưa lớn cục bộ ở trung và hạ lưu sông Kim Sa, sông Minh Tu và sông Phu Giang trên sông Gia Long. Dự kiến mực nước trên sông Giang Ly đến Đa Tông, đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ vượt mức cảnh báo. Đoạn trên Ly Di sẽ vượt mức cảnh báo khoảng 1,9m và Hán Khẩu đoạn sẽ vượt mức cảnh báo khoảng 1m. Đoạn Huku sẽ vượt mức cảnh báo khoảng 1,7m. Đoạn sông Đại Đồng sẽ vượt mức cảnh báo khoảng 1,7m, khoảng 1m. Wei Shenhong, Phó Tổng Tư lệnh Điều hành Tổng cục Phòng thủ sông Dương Tử và Giám đốc Ủy ban sông Dương Tử yêu cầu rằng vai trò của các hồ chứa ở thượng lưu và trung lưu Tam Hiệp cần tiếp tục được duy trì để giảm áp lực kiểm soát lũ lụt ở vùng trung lưu và hạ lưu, đặc biệt là ở khu vực Chenji. Công tác chuẩn bị cho việc tăng cường sức mạnh của lực lượng tuần tra và bảo vệ đê yêu cầu đủ nhân lực, chuẩn bị đủ vật liệu, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hộ đê, kịp thời loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn, đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão. Liêu Ninh Pagin Rao Giang đập vỡ, cứu hộ đóng cửa thành công. Theo China News Service đưa tin, hôm qua tập đoàn China Eneng đang tham gia công tác cứu hộ và cứu nạn ở Pagin, tỉnh Liêu Ninh đã thông báo rằng lúc 18 giờ 2 phút cùng ngày, sau gần 5 ngày, tất cả nỗ lực cứu hộ sông Rao Giang sụp đổ đã hoàn thành. Đây của đoạn thứ tư của đoạn Suyan của Pagin đã được đóng thành công. Gần đây, do các yếu tố như lượng mưa lặp lại nhiều lần và sự gia tăng của nước thượng nguồn, mực nước của nhiều con sông ở thành phố Bàn Cẩm nằm ở cửa vịnh Bột Hải đã tiếp tục dâng cao và sông Rao Giang xảy ra mức lớn nhất lũ lụt kể từ hồ sơ thủy văn. Vừa qua, đoạn thứ tư của đập Pagin Su của sông Rao Giang bị vỡ. Sau thảm họa Pagin, tỉnh Liêu Ninh đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 47 xe cứu hỏa, 228 xe chỉ huy, 32 xuồng cứu hộ và 12 máy bay không người lái đã được điều động từ 3 đội của đội cứu nạn cứu hộ đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp kỹ thuật thiên tai thuộc Bộ Quản lý Khẩn cấp đã lập tức chỉ huy và điều động. Tập đoàn Eneng Trung Quốc triển khai cơ chế ứng phó khẩn cấp, huy động hơn 250 lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và hơn 280 bộ thiết bị từ Bắc Kinh, Đường Sơn, Vũ Hán, Thành Đô và các hướng khác. Với sự chung sức của nhiều bên, vụ sập hầm đã được khép lại thành công.
sau thảm họa Pajin, tỉnh Liêu Ninh đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 47 xe cứu hỏa, 228 xe chỉ huy, 32 xuồng cứu hộ và 12 máy bay không người lái đã được điều động từ 3 đội của đội cứu nạn cứu hộ đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp kỹ thuật thiên tai thuộc Bộ Quản lý khẩn cấp đã lập tức chỉ huy và điều động. Tập đoàn Inex Trung Quốc triển khai cơ chế ứng phó khẩn cấp, huy động hơn 250 lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và hơn 280 bộ thiết bị từ Bắc Kinh, Đường Sơn, Vũ Hán, Thành Đô và các hướng khác. Với sự chung sức của nhiều bên, vụ sập hầm đã được khép lại thành công vào tối ngày hôm qua. Theo các nhân viên cứu hộ, cứu nạn tại chỗ, khi Hê Long bước vào giai đoạn cuối, tốc độ chặn sẽ được cải thiện đáng kể. Do tảng đá đã được đặt trước đó đã tạo thành hình ngược dưới nước và chỉ cần lấp chỗ trống phía trên. Tiếp theo, công tác thoát nước và các công việc liên quan khác sẽ được tiến hành một cách có trật tự. Theo tin tức được công bố bởi văn phòng trụ sở chính của Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Liêu Ninh, ngoài Pajin, Shenyang, Asan, Dandong, Dingzhou, Fuxin, Tianling, Chaowang, Huludao và những nơi khác cũng phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau với dân số 470.600 người. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 127,3 nghìn hectare, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 1,72 tỷ nhân dân tệ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.